ý thức xếp hàng không, hay là cái mô hình xếp hàng. Thầy đã gửi cái các cái slide về mô hình xếp hàng ở trên LMS và tất cả các em đã được có ha. Vậy như thầy đã nói trước thì trong cái slide nếu em mở ra thì khoảng nửa cái slide nó sẽ có một cái quiz. Như vậy cái quiz đó để làm gì, hay cái trắc nghiệm đó để làm gì? Để kiểm tra lại sự hiểu biết của em thôi, phải không? Và khi em làm cái đó thì rõ ràng là em làm cái quiz đó thì chắc chắn em sẽ đúng. Vì sao vậy? Vì thầy cho em tới 4 lần làm không? Và trong các cái trắc nghiệm thì tối đa chỉ có 4 cái trả lời, như vậy không thể nào em sai được. Như vậy lúc đấy em trả lời không đúng, em cứ làm lại và em sẽ chắc chắn sẽ làm đúng. Và khi đó thì em sẽ xem tiếp các phần sau. Giờ như vậy bắt đầu từ chương này trở đi thì các em sẽ thấy cái chuyện đó, tức là mỗi chương đều có cái quiz. Thường là thầy đặt ở chính giữa để kiểm tra coi cái phần đầu các em hiểu được cái gì, tức là nắm được cái ý nghĩa nó là như thế nào. Tại quan trọng chúng ta hiểu nha. Và thường thì đôi khi có cái ở phần cuối nữa ha, tùy theo chương. Đấy. Đồng thời mỗi chương đều có bài tập framework thầy đưa lên cùng với LMS, và chắc chắn các em đã có cái bài tập rồi, đúng không? Hôm trước thầy đã nói rồi, chúng ta load cái bài tập đó về, tự in ra để làm gì, để khi mà thầy nói à chúng ta bắt đầu làm cái bài tập số 1 hay gì đó thì em có, đúng không? Rồi chúng ta bắt đầu nha. Và chắc chắn mỗi em đều đã có mang theo cái máy tính mà chúng ta đã sử dụng ở bên ở phổ thông, đúng không? À, máy tính nhỏ đây để làm gì? Để ta tính toán. Lát nữa em sẽ thấy ở các slide. Nếu em đã xem slide em sẽ thấy là tất cả các tính toán thì đều để trống, phải chỉ ghi công thức. Và cho dù em có mặt ở lớp này hay không thì em cũng phải buộc lòng tính toán. Chứ không phải là em nghĩ đây cái trong cái slide kia có tính rồi em khỏi mất công tính, đúng không? À, như vậy việc ta tính là để ta làm tăng cái kỹ năng, rèn luyện cái kỹ năng tính toán để sau này khi em đi ra làm thi đó, tức là kiểm tra cuối kỳ đó, em tính toán được nó kịp thời gian. Nha, không thôi là em có thể là tính không đúng đấy nếu chúng ta không có rèn luyện này. Chúng ta bắt đầu nha. Như vậy, ta đang nói về mô hình xếp hàng hay là mô hình hàng chờ. Tất nhiên khi đề cập tới mô hình nào đó thì chúng ta sẽ đầu tiên phải làm quen với nó, tức là cái cấu trúc của nó bao gồm những gì. Kế đến là phân loại nó có những hệ thống xếp hàng nào và những đặc trưng của nó. Thì nó sẽ có hai nhóm đặc trưng là đặc trưng đầu vào và đặc trưng tác nghiệp. Các em có thể thấy ha. Và các cái công thức phân tích về mặt kinh tế liên quan tới hệ thống xếp hàng này. Sau đó ta sẽ ở phần đầu này, em sẽ thấy có phần A, có nghĩa là phần đầu chúng ta sẽ đề cập. Rồi sau đó ta nghĩ lao ta sẽ đề cập tới phần B là các mô hình. Như vậy ở phần đầu ta chỉ đề cập tới hai mô hình. Đó là hai mô hình đơn giản và phổ biến, tức là đơn trạm và đa trạm. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đề cập. Khi nói tới một hệ thống hàng chờ, tức là quay line system này, thì rõ ràng cái việc chờ đợi để được phục vụ là tất cả chúng ta đều đã trải qua, đúng không? Phổ biến nhất là các em thấy là khi các em đi mua trà sữa đó, đặc biệt là những cái nhãn hiệu nổi tiếng và vào những cái khung giờ cao điểm đó, thì việc em xếp hàng đó là điều hiển nhiên rồi. Thế thì khi đó có lý thuyết nghiên cứu đó, người ta gọi là lý thuyết xếp hàng, sẽ nghiên cứu
cái hiện tượng hàng chờ này, những vấn đề liên quan đó. Khi một nói một hệ thống hàng chờ này thì có bốn đặc trưng người ta đang quan tâm. Thứ nhất, trạng thái khi khách hàng đến, thời gian phục vụ, cái quyền ưu tiên phục vụ và số lượng cấu trúc của các trạm phục vụ. Như vậy trong đây thì các chúng ta sẽ dùng một cái từ chung là trạm phục vụ, tức là server. Như vậy nó sẽ bao gồm cả cái người phục vụ và các cái máy móc thiết bị, không không phải lúc nào phục vụ chỉ cũng chỉ là con người. Lát nữa chúng ta sẽ thấy các cái mô hình nha. Do đó chúng ta dùng chung là server và thì dịch ra là trạm phục vụ. Bây giờ ta đề cập tới khách hàng đến thì người ta thấy là sự kiện khách hàng đến là ngẫu nhiên. Điều này nói lên cái tính chất gì quan trọng của việc khách hàng đến khi ta nói ngẫu nhiên? Các em hiểu điều đó là như thế nào? Khi ta nói khách hàng đến là ngẫu nhiên, đâu thầy coi coi em Phương Thảo. Dạ, theo em nghĩ là tức là mỗi sự xuất hiện của mỗi người khách hàng là độc lập với nhau. Sao em? Độc dạ. lập. Dạ. Cũng chưa đầy đủ về cái tính chất ngẫu nhiên không? Hả? Đâu em Đức Minh bổ sung cho bạn Phương Thảo coi. Tính chất ngẫu nhiên để thể hiện cái chuyện gì? Chuyện là mình không thể biết trước. Lớn lớn dạ. Mình Đức Minh thì chuyện em nói gì hả? Tính ngẫu nhiên thể hiện ở cái chỗ là mình không thể biết trước. Không thể biết trước là khi nào khách hàng sẽ đến. À đúng rồi, phải không? Dạ. Đúng rồi, ta không biết trước khi nào khách hàng sẽ đến và cái số lượng khách hàng đến là bao nhiêu. Đó là ta đâu biết trước được. Do đó ta gọi ngẫu nhiên ở chỗ đó. Ngẫu nhiên tức là thể hiện một tính chất rất quan trọng mà ta không có đoán trước được. Ta không biết được chính xác. Giả sử tôi có thể đoán với cái tình trạng kinh doanh, tôi sẽ đoán sáng nay chắc chắn sẽ có khách hàng đến. Nhưng khách hàng đến vào cái giờ nào và số lượng khách hàng bao nhiêu chắc chắn những người quản lý ở các cái dịch vụ, các cửa hàng đâu có biết trước được, đúng không? Có khi không ai tới cho tiếng đồng hồ, nhưng có khi là tự nhiên là một đoàn 50 người kéo đến đây, ngẫu nhiên là chỗ đó. Và cái hình mẫu đến là phân phối question. Thế thì khi ta nói question thì nếu chúng ta nhớ trước chúng ta đã đề cập tới question có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong một đơn vị thời gian bao nhiêu sự kiện xảy ra, có nghĩa là trong một khoảng thời gian đó sẽ có bao nhiêu khách hàng đến, không? Và được ký hiệu là lambda đấy, lát nữa ta sẽ gặp. Và ta hãy nhớ những ký hiệu đó nha. Đối với hệ thống hàng chờ hay hệ thống xếp hàng này thì khi nó lambda là ta biết là khách hàng đến đấy. Phục vụ, thời gian phục vụ vì sao cũng thường là một biến ngẫu nhiên. Một số em có thắc mắc, thường thì các cái dịch vụ người ta đã chuẩn hóa quy trình phục vụ, tại sao ta gọi thời gian phục vụ là một biến ngẫu nhiên? Xin mời. Dạ, tại vì em nghĩ là mình không có xác định được khi nào mình sẽ phục vụ trong một cái khoảng thời gian nào. À, cảm ơn em. Khi ta nói ngẫu nhiên có nghĩa là đúng, tôi phục vụ khách hàng đó mặc dầu được huấn luyện về cái chuẩn hóa cái quy trình phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, nếu ta để ý cái phục vụ khách hàng nó đâu phải là một cái thời gian như nhau đâu. Đúng không? Có khách hàng mình phục vụ rất lẹ, có khách hàng thì phục vụ lâu hơn, và những cái giá trị thời gian phục vụ này nó sẽ thay đổi theo các khách hàng. Do đó người ta gọi là ngẫu nhiên. Và bản thân cái người phục vụ họ không biết là cái khách hàng mà sắp phục vụ này họ sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Đó là được chắc chắn. Vâng. Tất nhiên họ chỉ có thể chắc chắn là tối đa họ sẽ bỏ bao nhiêu thời gian cho một khách hàng thôi, bởi vì họ được huấn luyện chiều đó. À, ta sẽ thấy đôi khi những cái phục vụ, đặc biệt là các dịch vụ, nếu xảy ra trường hợp một khách hàng mà người phục vụ phải tốn quá nhiều thời gian cho một khách hàng, thì khi đó sẽ có xuất hiện cái người quản lý và sẽ giúp cho cái việc giải quyết vấn đề cho nó nhanh lẹ, để không để cho các khách hàng khác chờ đợi. Đúng không? Người ta thường có một giới hạn tối đa cho phục vụ, thời gian phục vụ, nhưng người ta sẽ không biết rằng trong cái giới hạn tối đa đó thì cái khách hàng sắp tới sẽ được phục vụ thời gian là bao nhiêu. Đấy. Do đó nó cũng là một biến ngẫu nhiên. À. Và phân phối là phân phối hàm mũ,
Như vậy hàm mũ chúng ta đã từng biết là nó ngược với person, có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái người phục vụ, một người khách hàng được phục vụ đó sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Những quy định xếp hàng trường trong phục dịch vụ thì ta sẽ thấy phổ biến một tỷ lệ rất lớn là đến trước, được phục vụ trước. Hiển nhiên đó là điều đó khiến cho chúng ta xếp hàng, phải không? Và ta không muốn ai mà tự nhiên đến sau lại chen lên trước để được phục vụ trước chúng ta. Này. Nhưng đôi khi có ngoại lệ, ví dụ ta nói thang máy là ví dụ của quy định đến sau phục vụ trước. Chúng ta có thể giải thích được trường hợp này không? Vì sao người ta nói thang máy là một cái quy định, ví dụ quy định đến sau được phục vụ trước? Em nào có thể giải thích cái chuyện này? Quốc Pháp, Pháp. Dạ em có thể giải thích như sau, là vì thang máy nó phục vụ nhu cầu đi lên các tầng khác hoặc là đi xuống tầng của người ta, cho nên là khi mà ai vào trước á, thì phải đi vào trong, còn những ai vào sau thì phải đứng trước gần cái cửa hơn, cho nên là lúc mà đến cái tầng cần đi ra rồi á, thì người ta sẽ, cái người đi sau sẽ được đi ra trước, thì lúc đó là cái thang máy nó phục vụ trước cho cái người đó. Đúng rồi, chính xác. Ta thấy thang máy phục vụ định nghĩa là gì? Là việc nó đến một cái tầng mà ta đang mong muốn và mở ra và ta đi ra, đúng không? Như vậy vì thang máy đang đi từ dưới lên trên, có nghĩa là những cái tầng mà cao nhất thì nó sẽ là mở sau cùng. Và do vậy khi mà những ai mà vào sau đó thì thường đứng sát ở cái cửa, và do vậy thì khi thang máy nó tới cái tầng nó mở cửa ra thì người đó sẽ bước ra trước. Đó là quy ước, và nó cũng hình thành được quy ước đi thang máy mà tất cả chúng ta đều đã biết và nên thực hiện đúng. Có nghĩa là nếu ta vào, ta lên ở cái tầng cao nhất, thì cho dù ta là người đầu tiên vào thang máy thì ta hãy đứng ở trong cùng, nếu không sẽ xảy ra tình trạng là gì? Những người kia họ phải xin phép ta đứng qua một bên để họ được đi ra, đúng không? Khi mà thang máy tới những cái tầng mà thấp hơn. Đấy. Nhưng tất nhiên là cái thang máy là một cái tỷ lệ nhỏ trong cái việc phục vụ ở các cái dịch vụ, và đa phần là đến trước phục vụ trước. Do vậy cái hệ thống hàng chờ chúng ta xem xét là theo quy định đến trước phục vụ trước nha. Xét về cấu trúc thì ta thấy khi ta nói một hệ thống hàng chờ thì đó chính là một cái hình chữ nhật chấm chấm nè các em. Vì vậy trong đây chính là một hệ thống hàng chờ, ta sẽ có đơn trạm và đa trạm phục vụ. Như tên gọi ta dễ hình dung đúng không? Đa trạm thì có nhiều trạm thôi, từ S1 cho S3, ví dụ như vậy. Có thể hơn nữa. Nhưng mình đã nói đơn trạm chỉ có duy nhất một trạm. Và khi ta nói một cái hệ thống hàng chờ, cái cấu trúc của nó đấy, theo như hình vẽ này, thế thì ta sẽ thấy là trong hệ thống hàng chờ có mấy loại khách hàng. Theo các em, ta phải nắm này để lắp nữa, khi ta đề cập tới các cái đặc tính tác nghiệp đó thì ta mới có mấy nhóm khách hàng trong hệ thống hàng chờ này các em. Đấy, cái hình trước mặt các em đó có thấy không? Bao nhiêu khu nhóm khách hàng? Thái Thanh. Không, chính xác hai nhóm mà nói số lượng thì đúng, nhưng tên gọi em thì chưa đúng. Cái nhóm đầu tiên là gì? Là những khách hàng chờ đợi để được phục vụ. Đây là cái hàng chờ đó. Đây là cái nhóm khách hàng chờ đợi để được phục vụ. Và nhóm khách hàng được phục vụ, họ phục vụ xong họ đi. Như vậy khi họ được phục vụ xong thì họ không còn nằm trong hệ thống hàng chờ nữa, đúng không? Như vậy ta hãy nhớ, khi ta nói một cái hệ thống hàng chờ luôn có hai nhóm khách hàng: nhóm khách hàng chờ đợi nè, tức là tạo thành cái hàng chờ, và nhóm khách hàng đang được phục vụ ở cái trạm phục vụ này. Nhớ nha. Như vậy thì hãy cho lấy ví dụ về đa trạm đi.
cái này trong đời sống ta thấy nhiều ha, ta dễ cho ví dụ đây. Cả Phương Thảo. Dạ thưa thầy, là những cái chỗ xót vé của rạp chiếu phim á thầy, chỗ mà mình xếp hàng để mua vé á thầy, nó có nhiều người bán vé. À, nếu có nhiều cái ô cửa bán vé thì đó là đa trạm đúng không? Nhưng mà thường thì chúng ta thấy nếu ta đi vòng cái trạm rạp chiếu phim bình thường thì hình như phổ biến là đơn trạm chứ, thường chỉ có một cái nơi bán vé thôi đúng không? Dạ nó có 2 hay 3 đường để mình vô mua vé thầy, có 2 hay 3 đường để mình chờ tiếp hàng mua vé. Thảo, em đang nói bán vé thì có bao nhiêu người bán vé, tức là bao nhiêu cái ô bán vé thì cái đó mới gọi là trạm phục vụ đấy hả? À, ở rạp chiếu phim đã lâu quá theo tới rạp chiếu phim, bây giờ thì em biết cấu trúc rạp chiếu phim mới bây giờ làm sao, chứ như ngày xưa chỉ có một nơi bán vé duy nhất nào. Dạ bây giờ nó có 2, ít nhất là 2 đến 3 nơi để mình bán vé thôi. À, ở một rạp đó thầy. Dạ. Cái bố trí của cái rạp chiếu phim ngày xưa là gì? À, nó là một cái hàng rào sắt để chúng ta xếp hàng một đúng không? Đi tới cái trạm cái nơi bán vé và sau đó ta sẽ rẽ trái để ta đi vào rạp chiếu phim, thì ở đó có một cái người bảo vệ họ đứng mà soát vé. Đấy. Nhưng ngày nay thì có thể là để phục vụ tốt hơn, người ta làm khoảng 2 người bán vé hay hoặc là hơn, tùy theo cái quy mô của rạp chiếu phim phải không? Nhưng mà rõ ràng khi ta nói đa trạm thì ở nơi nào ta dễ thấy nhất ngoài cái rạp chiếu phim đó Thảo? Chỗ nào mà khi em nói lên cái điểm soát vé của tàu điện ngầm mọi người thấy à đúng rồi, cái này đúng là đa trạm đó nha, tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm thì thường có một cái cửa ra thôi chứ hả, một cái cửa mà em em đang nói về những tàu điện ngầm có những cái cửa mà em để cái vé vô hả? À dạ. Đúng rồi, dạ, thấy đúng. Là có 2-3 nơi đúng không, 2-3 cổng vào, đặc biệt là nếu mà ta đi ra nước ngoài đó thì tàu điện ngầm nếu chỉ có một cái thì nó sẽ bị nghẽn, bởi vì cái giờ đi làm là người ta sẽ rất là đông, như vậy ta sẽ 3-4 hàng người ta đi vào. Thậm chí như em thấy không nói đâu xa, ở trường ta một cái tòa nhà mới xây, tòa nhà B đấy đúng không, nó cũng phải có tới 2 cái thang máy, 2 hay 3 thang máy để các em lên một lượt, và tất nhiên để vào đó thì có 2-3 cái cửa soát vé phải không? Em phải để cái thẻ sinh viên em có cái mã số và khi đó nó mới mở cái cây để cho em đi vào các cái thang máy em đi lên nha. Rồi còn ở đâu nữa Đức Minh? Dạ em nghĩ là em nghĩ là ở cây xăng, ở một cái xăng thì có nhiều nhiều nó bán xăng đó hả, nhiều cái trạm bơm xăng đó đúng không? Dạ. Đúng rồi, phải không? Những cái cây xăng lớn thì các cái trạm bơm xăng, các cái trụ bơm xăng nó được thiết kế song song với nhau, và như vậy thì các xe hơi cứ việc chạy vào các cái làng ha, hoặc là xe gắn máy chạy vào làng, có những cái trạm nó còn rất là kỹ lưỡng là nó chỉ để có cái làng cho xe gắn máy và các làng xe hơi ta không có đi chung, bởi khi các cái xe đi chung có thể dễ gây ra va quẹt và tai nạn đúng không? Còn đi nữa Đức Minh, ở đâu nữa cũng là đa trạm. Ở đây hỏi một anh em, một em nữ rồi đây ha, Phương Anh. Dạ, thưa thầy, em ở đâu nghĩ cũng đa trạm em. Em nghĩ là điểm test COVID hoặc là tiêm vaccine. Tiêm vaccine. Đâu là để ta có 2-3 người tiêm đồng thời, 2-3 bàn tiêm để có thể giải quyết nhanh chóng cho những việc đó, hoặc là test cũng vậy thôi, có ít nhất là 2 người để test đúng không? Cho dù là một điểm test nhỏ. Tuy nhiên ta còn thể thấy ở những nơi khác, ví dụ trung tâm thương mại đúng không, em tới một trung tâm thương mại thì rõ ràng là ở những cái cửa hàng lớn thì thường sẽ có hai cái người tính tiền, nhưng ta thấy dễ nhất là ta tới các cái siêu thị đó, luôn luôn
siêu thị luôn luôn là đa trạm, đúng không? Các quầy tính tiền được bố trí một dọc, và một cái siêu thị nhỏ thì cũng 5 quầy tính tiền, nhưng một siêu thị bình thường khoảng cỡ 10 quầy tính tiền. Đấy, đó là đa trạm. Và ngày nay đa trạm là chiếm một tỷ lệ lớn. Chúng ta sẽ đề cập tới hai mô hình này. Nhưng khi nói mô hình thì ta cứ hiểu như thế nào? Thì người ta nói ta sử dụng cái dạng mã 3 phần để mô tả các cái hệ thống xếp hàng. A là gì? Đến. B là phục vụ và K là số trạm. Như vậy A là phân phối đến, B là phân phối phục vụ và K là số trạm. Ta sẽ có những cái ký hiệu liên quan tới A, B như thế nào. M là các phân phối mắc cốt, tức là bao gồm cái hàm có sân và hàm mũ. D là cái số xác định, tức là hàng số rồi. Đôi khi ta thấy có những mô hình mà cái thời gian phục vụ là xác định đó. Đó là phần sau, phần B chúng ta sẽ đề cập. G tức là G là phân phối thông thường, tức là general. Như vậy một phân phối thông thường sẽ bao gồm các cái dạng phân phối khác, và chủ yếu là cái phân phối chuẩn với giá trị trung bình và phân sai nha. Tuy nhiên K là số lượng rồi. Khi ta thấy K bằng 1 có nghĩa là đơn trạm, và K từ 2 trở lên là đa trạm, phải không? Như vậy khi nói đầu vào thì ta sẽ có những đặc trưng gì? Hồi nãy chúng ta vừa đề cập đấy. Khi đến là theo phân phối question được ký hiệu là lambda, tốc độ đến trung bình. Nhớ mọi ở đây đều là trung bình nhé, bởi vì chúng ta đã nói là ngẫu nhiên mà, do đó không thể nào là một cái giá trị mà cố định được, giá trị nó thay đổi và ta chỉ lấy giá trị trung bình thôi. Tuy nhiên một lambda là thời gian trung bình giữa hai lượt đến. Vì giả sử một giờ người ta lấy, thế đây người ta nói trung bình có 10 khách hàng đến trong một giờ thì rõ ràng là giữa hai lượt là 6 phút, tức là 1 phần 10 giờ. Mu là tốc độ phục vụ trung bình và 1 trên mu là thời gian phục vụ. Do đó khi ta đọc một cái bài toán thì đầu tiên ta xác định lambda là bằng bao nhiêu và mu bằng bao nhiêu. Đây, đây là hai thông số cơ bản của tất cả các cái mô hình xếp hàng. Và chúng ta phải xác định đầu để làm gì? Ta mới bỏ vào công thức được, không các em? Và lẽ tất nhiên khi nói về cái thời gian thì ta phải lưu ý về thời gian. Có nghĩa là trong cái tính toán ta thì thời gian nó phải thống nhất. Khi mà cái thời gian đến chúng ta giả sử tính bằng giờ thì thời gian phục vụ cũng phải tính bằng giờ. Ta bỏ vô, ta quên cái sự khác biệt về đơn vị thời gian, ta bỏ vào thì kết quả ta sẽ không đúng đấy, phải không? Sai lệch chuẩn là sigma. Như vậy đầu vào ta sẽ tính những cái gì? Đầu tiên ta sẽ tính xác suất không hoạt động, có nghĩa là không có khách hàng nào hết trong cái cơ sở đấy, trong cái dịch vụ này nhé. Và N, xác suất của N là đơn vị trong hệ thống. Ở đây ta hay dùng chữ đơn vị để chỉ một cái chung nhé. Ta không dùng khách hàng bởi vì ta sẽ thấy trong những cái bài toán sắp tới, những cái mô hình này xếp hàng đó, thế thì được phục vụ đâu nhất thiết là con người, có thể là máy móc, đúng không? Ở các cái xe cộ, máy móc vân vân. Ta thấy những dịch vụ sửa chữa thì rõ ràng những cái đối tượng mà của cái dịch vụ sửa chữa này đó chính là các cái máy móc thiết bị mà, xe cộ chứ đâu phải là con người. Do vậy ta dùng cái chữ đơn vị là để chỉ chung đấy. Xác suất một đơn vị đợi để phục vụ. Tuy nhiên chữ W này là waiting, tức là đợi, đúng không? Xác suất đợi. Thì khi ta nói về xác suất sẽ có ba loại xác suất này. Thế gì? Cái yếu tố kế tiếp ta đề cập là gì? Là số lượng. Số lượng chờ. Cái hàng chờ đấy, nãy trong cái hình của chúng ta đấy, đó chính là LQ. Q tức là quay, tức là cái hàng chờ đó nha. Thế thì L là số lượng đơn vị trong hệ thống.
Tất nhiên số lượng các đơn vị trong hệ thống sẽ là số lượng các cái đơn vị trong hàng chờ cộng với số lượng gì các em? Em Lâm, em thấy hình như em Lâm giơ tay phải không? Ngọc Lâm. Vậy là nãy em giơ tay rồi nó còn chưa. Như vậy cái ta nói số lượng các đơn vị trong hệ thống sẽ là chắc chắn sẽ bằng số lượng các cái đơn vị chờ cộng với số lượng gì ạ? Số lượng các đơn vị gì? Số lượng các đơn vị đến. Ai vừa phát biểu? Em Nguyên Ngọc à? Hay là Long? Dạ Long hả? Như vậy đó là số lượng các cái đơn vị chờ cộng với số lượng gì Long? Dạ, hay em là số lượng của những người đến. Đó là số lượng các cái đơn vị mà đang chờ cộng với số lượng gì? Hả? Số lượng đã phục vụ đó thầy. Đúng rồi, số lượng đang được phục vụ đó. Có phải không? Lát nữa ta sẽ thấy công thức, sẽ thấy hiện chuyện đó. Nhưng bây giờ chúng ta thảo luận để thấy, để lát nữa khi ta thấy công thức ta hiểu vì sao cái công thức nó là như vậy nha. Rồi ta có thời gian, ta có xác suất, số lượng và thời gian. Đó là ba yếu tố đặc trưng của đầu vào mà người ta sẽ hỏi. Khi ta nói hãy tính các yếu tố đặc trưng đầu vào của hệ thống này, thì ta phải biết ta tính những cái xác suất, số lượng và thời gian này, đúng không? Thời gian trung bình chờ để phục vụ, đây là cái chỉ tiêu quan trọng trong cái dịch vụ này, đúng không? Các dịch vụ để nếu lấy khách đúng nghĩa lấy khách hàng làm trung tâm, họ thường phải xác định một cái thời gian tối đa khách hàng sẽ chờ để được phục vụ. Và lẽ tất nhiên là những cái đó là nó phụ thuộc vào cái tính chất dịch vụ và cái mức độ cạnh tranh trong ngành. Nếu mà tất nhiên trong ngành đó mà không có nhiều cái đơn vị dịch vụ thì thường thì người ta cũng không dạy gì mà người ta phải nâng công suất lên để mà khách hàng ít chờ đợi, đúng không? Bởi vì khách hàng đang phụ thuộc vào đơn vị dịch vụ đó. Nhưng nếu tính chất cạnh tranh trong ngành đang tăng lên và một cái dịch vụ nào đó muốn ghi điểm trong mắt khách hàng hay là có ưu thế hơn các dịch vụ khác thì rõ ràng họ phải cho một cái thời gian trung bình chờ này thấp hơn các đối thủ. Đấy, tại đây là cái thời gian trung bình đó. Và thời gian trung bình đơn vị trong hệ thống có nghĩa là chắc chắn bao gồm thời gian chờ và thời gian được phục vụ, không nghe? Tức là đến chờ và bỏ cái thời gian được phục vụ nữa, thời gian chờ cộng thời gian được phục vụ. Thì cái này là thường là thể hiện một cái đặc trưng của cái dịch vụ các doanh nghiệp thường hay quảng cáo cái này, đúng không? Ví dụ họ quảng cáo khách hàng đến doanh nghiệp tôi sẽ không mất quá 30 phút để được phục vụ. Như vậy khi nó để được phục vụ là đã bao gồm chờ và thời gian phục vụ rồi đấy. Đó là chính xác là cho thời gian trung bình này nha. Nhưng những cái đó ta đang tính lúc nào nhỉ? Chắc chắn lúc mà cái dịch vụ nó đang ổn định bắt đầu vận hành. Như tại khi nào doanh nghiệp dịch vụ bắt đầu vận hành thì khi đó các cái giá trị, các cái đặc trưng mà chúng ta vừa đề cập tới ba nhóm nó mới được tính nha. Tất nhiên đầu tiên thì phải khởi động đó, đúng không? Sẽ có những cái chuẩn bị cần thiết. Tất cả nếu các em nào đã từng làm dịch vụ mà thì nghĩ chắc một tỷ lệ không nhỏ các em là chúng ta đều đã đi làm thêm ở các cái dịch vụ, ví dụ như cái quán cà phê, các cái tiệm ăn đồ vân, thì luôn luôn có giai đoạn khởi đầu, đúng không? Chúng ta tới chuẩn bị. Khi mọi thứ chuẩn bị xong rồi thì khi đó mở cửa tiệm ra bắt đầu phục vụ khách, thì khi đó bắt đầu tính nha. Và với quy định chúng ta nói thống nhất đối với cái mô hình hàng chờ là đến trước, phục vụ trước này, thì ta có mô hình xếp hàng theo ký hiệu ba mảng chúng ta đã đề cập, đúng không? Đó là MM1, MMK. Đây là hai mô hình này chúng tôi sẽ đề cập ở phần đầu này là MGJ1, MGK
các cái mô hình, ba mô hình sau nữa sẽ để tập học cùng sau nha. Thì vậy MGK với các nhóm khách hàng được giải quyết có nghĩa là do đặc trưng dịch vụ này thì họ chỉ giải quyết được là tối đa bao nhiêu khách hàng đúng không? À, từng đợt ta dùng cái chữ block là như vậy đúng không? Như vậy từng đợt khách hàng chỉ được giải quyết thôi. À, các chi phí dịch vụ chúng ta sẽ thấy sau này, hoặc là đám đông khách hàng giới hạn. À, có nghĩa là các cái dịch vụ này họ sẽ biết trước được là số lượng cái khách hàng này là bao nhiêu. À, họ chỉ phục vụ có bao nhiêu khách hàng được thôi. Thì thường đây là những cái doanh nghiệp về dịch vụ về sửa chữa bảo trì đấy, đúng không? À, trong các cái công ty xí nghiệp đấy, chúng ta sẽ thấy là một cái công ty nào đó, công ty sản xuất nào đó thì họ chỉ có bao nhiêu máy móc đó thôi, và tất nhiên cái dịch vụ mà bảo hành, bảo trì, sửa chữa đó trong công ty xí nghiệp đó họ sẽ biết là nhiệm vụ họ cũng sẽ chỉ bảo trì, sửa chữa có bao nhiêu máy móc đó thôi. Vì đó rõ ràng là đám đông khách hàng giới hạn rồi, đúng không? Một doanh nghiệp vận tải như vậy có bao nhiêu chiếc thì rõ ràng cái bộ phận dịch vụ bảo trì của cái doanh nghiệp đó sẽ biết chắc rằng khách hàng của họ chỉ có bao nhiêu chiếc xe đó thôi. Đấy. Ta sẽ thấy đặc trưng là cần phải nhớ là các cái công thức nó sẽ khác nhau ở các mô hình. À, ta sẽ thấy thông qua ví dụ và việc đưa ra cái công thức ta thấy nó sẽ khác nhau do đặc trưng của các mô hình này nó khác nhau nha. Như vậy đầu tiên ta đề cập tới mô hình đầu tiên đi, đó là đơn cảm, đúng không? Comfort person, thời gian phục vụ là hàm mũ. Tuy nhiên ta đã nói tốc độ đến là comfort person rồi, thời gian phục vụ hàm mũ. Độ dài không giới hạn và đám đông là không giới hạn. À, ví dụ nãy ta đã ví dụ một cái rạp hát, nhà hát chỉ có quầy, một cái quầy bán vé, đúng không? Một quầy bán vé, hoặc là một nơi soi chiếu, an ninh, v.v. Hãy xem ví dụ sau. Và một cái công ty môi giới chứng sàn môi giới chứng khoán thì một công ty đó có một nhân viên môi giới chứng khoán. Công ty Smith John Johnson Thomas, đúng không? Viết tắt là SGGT. SGGT này thì rõ ràng là các cái chứng khoán đến với tốc độ 20 giao dịch giờ và Joe cần thời gian trung bình 2 phút để xử lý cho mỗi cái giao dịch chứng khoán này. Nhưng mà khi ta nói 20 giao dịch một giờ này là gì các em? Đặc trưng đến này được ký hiệu là gì? Tốc độ đến của mình. Nhưng mà ta ký hiệu là gì nhớ không? Dạ, lambda. Lambda chính xác. Và thời gian 2 phút để xử lý mỗi cái giao dịch này, cái này là gì? Ký hiệu là gì? Dạ, mi. Dạ, mi. À, chính xác là 1 trên huy chứ không phải huy, đúng không? Như vậy cái thời gian đó là 1 trên mi, và mi là cái số lượng được cái xử lý. À, bây giờ ta sẽ thấy là đây, như vậy 15 phút thì số lượng trung bình cấp từng lớn sẽ là 5. À, bây giờ ta có mỗi giờ là 20, như vậy mỗi lệnh là 3 phút. Do đó 15 phút thì số lượng trung bình là các lệnh đến sẽ là 5. À, chúng ta sẽ dùng cái giá trị này để tính cho các cái công thức kế tiếp. Thế thì ta sẽ thấy là 15 phút này có 5 lệnh đến. Thì ta có thể tính bằng cách nào nữa hả? Ta thấy đặc trưng ở đây là vì cái giáo trình này là của theo Anh Mỹ. Chúng ta đã từng học tiếng Anh, ta biết là trong cái đơn vị thời gian của cái tiếng Anh đó, ngoài giờ và phút thì nó có một cái đơn vị là 15 phút, gọi là quarter. Các em còn nhớ quarter. Như vậy đó lý do vì sao mà ta thấy trong ví dụ này là người ta tính theo 15 phút, đó là quarter. Như vậy ngoài cách tính này ta còn cách tính nào để ra được giá trị 5 này nữa không? Lấy 1/4 của 20 giao dịch trong 1 giờ. Quarter tức là 1/4 đúng không em?
Như vậy 1 giờ sẽ có 4 cái 15 phút này. Do đó ta lấy 20 ta chia 4 là có 5. Đó là cái cách tính. Lại ha. Trong thời ta đây ta ở đây ta tới 2 phép tính đúng không em? Ta tính cho thông thường này, đây nè, 2 phép tính đúng không? Bây giờ đầu tiên em phải tính mỗi giờ 20, như vậy thì mỗi lệnh là tốn bao nhiêu phút, sau đây mới lấy 15 em chia cho 3. Như vậy 2 phép tính, trong khi chúng ta chỉ cần 20 ta chia cho 4 là ra là 5. Chỉ có một phép tính duy nhất thôi. Tiếp tục ta sẽ đề cập tới các cái tính toán nha. Giờ các em chuẩn bị máy tính để tính nè. Giờ ra nói chuyện tới tốc độ phục vụ nè. Hồi nãy ta nói một lệnh được xử lý tốn 2 phút, tức là 1 trên Q bằng 2. Thì vậy Q bằng bao nhiêu em? 1 giờ là phục vụ được bao nhiêu lệnh? Dạ 30. 30, chính xác. Đúng không? Ta cũng có thể nhẩm ra đây. Đây, hãy xem đây là cái bảng công thức các đặc tính tác nghiệp, bao gồm xác suất, độ dài và thời gian, đúng không? Ta có ba là xác suất, là bốn là xác suất chứ. P0, Pn, Px bằng m và Pw Pn. Đây, hồi nãy chúng ta chỉ đề cập tới Pn đúng không? Xác suất có n lĩnh trong hệ thống. Bây giờ ta xuất hiện thêm một cái xác suất có n lĩnh đến trong hệ thống. Hai cái này khác nhau nha. Hồi nãy chúng ta đã từng nói là sự khác nhau giữa hai cái này là gì. Khi ta nói n có nghĩa là bao gồm cả những cái hàng chờ đúng không, đến để chờ được phục vụ và được phục vụ. Nhưng khi ta nói n lĩnh đến là chỉ là đến, tức là hàng chờ thôi. Tức là xác suất chờ đợi đấy, xác suất có bao nhiêu người đến để chờ được phục vụ đấy, hay bao nhiêu lệnh đến để chờ được phục vụ đấy. Và ta đã có những công thức này rồi ha. Như vậy lát nữa trong những cái ví dụ thì thầy sẽ chiếu trở lại công thức này để các em có cơ sở, các em mặc hoặc là từ những công thức đó thầy trình bày ngay luôn ha, và chúng ta chỉ bỏ vào máy ta bấm thôi ha. Bắt đầu ta tính nha. Lambda 20 nguy bằng 30 ha, đấy chúng ta vừa tính mà đúng không, xác định rồi. Bắt đầu giờ đến nè. Không có lên đặt trong khoảng thời gian 15 phút là bao nhiêu? Nãy ta có nguy của 15 phút là bao nhiêu em? Nhớ không? Dạ, 5 đó đúng không? Ta chia 4 là 5. Bây giờ không có định đặt, tức là P của X bằng 0 này. Đúng không? Đến mà hồi nãy ta nói là N lĩnh đến đi. Bây giờ là không có lĩnh đến, có nghĩa là X bằng 0 đấy. Đấy, người ta thay vào công thức này có nghĩa là gì? Lambda mũ n e trừ lambda chia cho n giai thừa, đúng không? Như vậy thì tính một cái ví dụ này ha, để cho chúng ta làm cơ sở. Giờ bắt đầu ta tính nha. Ba lệnh đặt trong khoảng thời gian 15 phút là bao nhiêu? P x bằng 3 đây. Em có công thức ở trên nè. Thay vì không em bỏ số 3 vào, ra là P bằng bao nhiêu? 0.14. 0.14. Đấy ta bỏ vào thôi, phải không em? Đúng rồi, 0.1404 đây, phải không? Tiếp tục. Các em khác có làm kịp giống như bạn mình không? Nãy em nào nói, em lẫn nào nói? Dạ, Thảo. Em là Phương Thảo à? Phương Thảo? Dạ. Đúng không? Ta có hai ba Thảo mà. Dạ. Có phải là dạ, Phương Thảo rồi. À. Dạ. Các em nam có làm kịp như bạn Phương Thảo không?
hay là khi bạn nói cái kết quả rồi em vẫn chưa bấm ra? Đấy. Tiếp tục nha. Có hơn 6 linh đặt trong khoảng thời gian 15 phút là bao nhiêu? Giờ ta tính thế nào? Cái công thức của ta là có bằng không à? Thế thì ta tính hơn 6 lệnh là như thế nào? Em không được cách tính. Nói chung ta biết cách tính rồi. Em Minh Châu. Minh Châu đó. Dạ, dạ. Để tính xác suất có hơn 6 lệnh đặt thì mình sẽ tính xác suất có lệnh đặt từ ít bằng 0 đến ít bằng 6, xong rồi mình lấy 1 trừ cho các xác suất, tổng các xác suất đó thì sẽ ra có hơn 6 lệnh đặt. Đúng rồi, bởi vì ta có hơn 6 lệnh cộng với 6 lệnh chính là bằng 1, phải không em? Vì hơn 6 lệnh chính là cái xác suất gọi là gì, cái đối á, phải không? Hay là trong cái phấn kê mà như dùng chữ bù, phải không? Yeah. Cái xác suất bù, yeah, đó thì rõ ràng khi đó em sẽ lấy là 1 trừ cho các cái xác suất từ 0 cho tới 6. Vậy ta đã có 0 và 3 rồi, vậy ta còn tính là gì nữa nhỉ? X bằng 1, X bằng 2, X bằng 4, X bằng 5 và X bằng 6, đúng không? Rồi, đó các em tính thử coi, ta cần bao nhiêu phút để tính ra cho 5 cái còn lại. X bằng 1, X bằng 2, X bằng 4, X bằng 5 và X bằng 6. Có em Mala rồi, anh cũng bằng Phương Thảo hả? Có em Nam nào không? Bây giờ để em Phương Thảo đợi chút xíu coi có bạn Nam nào, coi có bạn Nam nào tính là nhanh được như em không nha. Có em Nam nào không? Người ta nói Nam là cái khả năng tính toán là giỏi mà. Chắc là cái khả năng toán học đó thì thường có cái một tỷ lệ Nam là tốt hơn nữ nhiều mà. Sao bây giờ ta thấy những kết quả là những bạn nữ không vậy? Thiên Hưng, Thiên Hưng, em ra P bằng bao nhiêu? Dạ 0.238. 0.238 đúng không Phương Thảo? Dạ đúng rồi, thầy. Không có 2378. À 2378 đúng rồi. Người ta sẽ thấy ở đây là gì? Tất cả chúng ta vừa nói đúng không? À. Rồi, như vậy không có khó ha. Nhưng mà rõ ràng cái khó là ta phải biết được cái cách thức này. Chứ không thôi, nếu mà ta nói ủa ở đây tôi chỉ có công thức có những cái bằng này thôi mà ta không biết là ta phải lấy 1 ta trừ cho những cái đó. Và khi 1 trừ cái này thì một số em lại quên là x bằng 0. Nhớ phải x từ 0 nhé, chứ đâu phải là x bằng từ 1 tới 6 đâu. À, đôi khi chúng ta lại có hai cái nhầm lẫn đó nha. Tiếp tục, ta có phục vụ, đúng không? Nãy giờ ta đã tính những cái xác suất đến đi xác suất. Vâng, bây giờ tới phục vụ này. Hồi nãy ta nói là trung bình là 3 phút thì có một cái lệnh đến, đúng không? Bây giờ mới tính cái xác suất là nếu mà trung bình là 1 phút các lệnh đến là bao nhiêu?
nhỏ hơn một phút đấy. Để làm gì? Để biết, để biết, để những người phục vụ này biết, để họ có một mức độ tập trung. Nếu phần trăm này lớn thì có nghĩa là họ phải có một cái mức độ tập trung làm việc hơn, đúng không? Nhưng rõ ràng hồi nãy ta đang nói về giờ, có hơn một giờ thì có 20 lệnh đến, giờ ta đang nói một phút thì chắc chắn ta phải đổi cái đó ra phút, đúng không? Có nghĩa là ta phải lấy lambda ta chia cho 60 đấy, đúng không? Ta có công thức là xác suất của x nhỏ hơn hay bằng x không. Vậy ở đây ta nói x không là một phút, x không tức là cái đơn vị thời gian mà ta đang muốn xác lập để tính xác suất đây, các lệnh đến đây. Bây giờ ta có công thức này, hàm mũ này, rồi thay vào tính nha. Ta có mi rồi đúng không? Mi này là 20, t này là gì? Là 1/60 nè, đây nè, đúng không? Ta phải đổi cái này để ta tiếp, ta bỏ đây chứ thôi ta để số 1 như đây là ta sai nha. 1/60 chứ không phải là số 1, vì nó là 1 phút. Trừ meter nha. Minh Châu, cho kết quả đi. Dạ bằng 0.39. Phải không? Mi nè này. Ôi xin lỗi, mi nãy là 30 chứ. Thầy nó lộn cái giá trị lambda. Mi là 30 đúng không? À 30. Như vậy qua cái ví dụ này em có thấy một quy luật không? Là đối với những cái hệ thống xếp hàng đó, giá trị mi luôn phải lớn hơn lambda. Ta có thấy hình dung vì sao vậy không em? Ta có thấy hình dung là vì sao đối với một cái hệ thống xếp hàng để có thể giải quyết tốt được yêu cầu khách hàng thì mi phải lớn hơn lambda không? Rõ ràng khi đó thì các khách hàng mới được phục vụ hết. Em mình dung không? Hãy tưởng tượng nếu mi bằng lambda chuyện gì xảy ra? Nhân viên cứ phục vụ hoài à? Ví dụ một giờ họ chỉ phục vụ được 20 người, cứ một giờ 20 người đến, trung bình 20 người đến, cái chuyện gì xảy ra? Cái hàng chờ đâu có giải quyết được, phải không? Luôn tồn tại cái hàng chờ sẽ không giải quyết được bằng nhất. Đó chúng ta sẽ thấy cái ví dụ về cái đa trạm này, nó sẽ đưa tới chuyện gì? Nhân viên cứ phải phục vụ liên tục, không bao giờ giải quyết được. Do vậy mi luôn luôn lớn hơn lambda đó nha. Mi đây là 30 nè, ta bỏ vào đây. Khi đó là gì? À, 0.3935 có nghĩa là gần 40% chắn lệnh nhỏ hơn một phút được thực hiện. Mặc dù nó là trung bình là 2 phút, nhưng mà rõ ràng những người phục vụ ở đây nè, cái Joe ở đây nè, xử lý cái lệnh đặt 40% các lệnh là được xử lý nhỏ hơn một phút. Đây. Bây giờ ta nói các lệnh đạt được giải quyết chính xác 3 phút là bao nhiêu? Thì cái này ta nói đặc trưng của cái hàm mũ là gì? Là phân phối liên tục, do đó việc xác định được một cái xác suất nào ở một giá trị xác định là đều bằng 0. Vì nó là một cái dao động mà, cái hàm phân phối này là liên tục chứ không phải là rời rạc. Bây giờ lớn hơn 3 phút được thực hiện là bao nhiêu? Cái này chúng ta biết cách thức tính rồi đúng không? Vì vậy thầy không nhắc lại cách thức tính nữa, hãy cho thầy cái giá trị coi. Đó chính là, phải không? Đây. Ở giờ, vì sao ta ra cái này? Bởi vì ta nãy ta có nói là 1 trừ cho t nhỏ hơn 3/60. Mà t nhỏ 3/60 là gì? Là 1 trừ cho e mũ mi t, đúng không? 1 trừ 1 là 0, như đó ta còn cái e mũ mi t ra 22 phút bằng 1%. Tiếp tục
thời gian trung bình trong hệ thống. Nãy giờ ta đang tính về cái xác suất về tính thời gian nhé. Thời gian trung bình trong hệ thống tức là WU đấy. Nè, người ta giải thích này. Nhận được lệnh đến khi được xử lý xong, có nghĩa là cái lệnh đó đến chờ để được xử lý, cho xử lý cộng với thời gian xử lý. Từ đây là cái thời gian trung bình trong hệ thống đấy. Tuy nhiên nhắc lại, đây là mô hình MM1 với lambda 20 và mu 30. Phải không? Như vậy khi mà chúng ta tính cái này đây nè, đi đây hồi nãy tôi quên giải thích cho cái chuyện đó. Đây ta có cái này, không em? Đây là ta nói thời gian trong hệ thống là thời gian chờ nè cộng thời gian xử lý. Đây có phải là thời gian xử lý không? 1/μ là thời gian xử lý đấy. Nãy chúng ta nói 2 phút cho một cái lệnh đó là 1/μ. Đây là thời gian xử lý, là thời gian chờ. Nhưng bây giờ trong bài toán ta chỉ có lambda và mu, có nghĩa ta phải trong cái công thức này chỉ còn lambda và mu thôi. Ta bắt đầu thấy cái thời gian chờ này nè, đây nè, là công thức này LQ chia cho lambda, mà LQ là bằng lambda bình phương chia cho mu của mu trừ lambda. Vậy khi nó chia cho lambda này nè, thời gian chờ nè, chia cho này, cái số lượng chờ chia cho lambda, có nghĩa nó đang mất cái bình phương này, đúng không? Thì vậy nó là lambda, tức là thời gian trung bình chờ này sẽ là lambda chia cho mu của mu trừ lambda. Ta bỏ vào đây đi, cộng cho 1/μ. Khi ta quy đồng mẫu số đấy thì tên đây là gì? Mu trừ lambda, phải không? Mu trừ lambda nè, đúng không? Đây, cho nên là phải không? Khi ta quy đồng theo cái mẫu số này thì rõ ràng đây là gì? Là mu trừ lambda, phải không? Còn đây là lambda, do đó tử số còn là gì? Là mu chia cho mẫu số này, đúng không? Từ đó ta sẽ có được cái công thức mà chúng ta vừa thấy, đó chính là gì? 1/μ/lambda. Và ta bỏ vào, thực ra ta nhẩm cũng được không em? Như vậy thời gian trung bình một lịch chờ trong hệ thống là 1/10, phải không? 30 trừ 20. Nhưng là 1/10 gì em? Giờ. Giờ, hãy nhớ nha. Khi ta nói thời gian ta phải có đơn vị đây. 1/10 giờ hay là 6 phút. Ê. Tiếp tục. Ta đã tính về thời gian thì ta tính về cái số lượng, phải không? Tức là chiều dài. Số lượng trung bình chờ xử lý là bao nhiêu? Nhưng mà ta đang có LQ đó, phải không em? Đây là công thức này nè. Bỏ vào đi, tính là bao nhiêu? Lambda 20, mu là 30 đấy. Tính đi. 4/3. 4/3. Thật ra ta nhẩm cũng được. Đây là 10 đúng không? Đúng không? Thì cái đây là 4, đây là 3. Phải không? 10 đây là 300, này 400, tức là 4/3. Như vậy, trung bình có 4/3 lệnh chờ. Vậy số ứng dụng chính là cái năng suất làm việc của Joe đây. Hay là thời gian, phần trăm thời gian Joe làm việc đấy. Chính là 2/3 đó, không các em? Lambda chia mu hay là cho làm việc là 2/3 thời gian. Bây giờ ta mới bắt đầu thấy là đưa vào đây thì ta có những cái kết quả này, chúng ta tính hết rồi, không nghe? Nè, 4/3 là 1.333 nè, xác suất không có lệnh nói gì là 1/3 nè, đúng không? Lệnh nãy ta tính thời gian trung bình một chờ nè, đấy. Thấm xác suất định đợi. Thì ta đề cập tới hệ thống xếp hàng đa trạm,
Tất nhiên đa trạm chỉ khác đơn trạm là nó tăng cái số lượng trạm lên thôi, chứ mà cái ca này không phải là một nữa mà từ hai trở lên. Và đã chúng ta đều có những cái ví dụ đó, các em thấy trong ngân hàng các quầy giao dịch hay là cái trong cái cửa hàng các quầy tính tiền trong cái shop đó, phải không? Bây giờ xảy ra chuyện này, công ty nhờ quảng cáo thì tăng lượng giao dịch 50%. Như vậy có nghĩa là tốc độ đơn hơn 50%, cũng như là 30 lượng trong một giờ và 20 lượng và 30 lượng. Giờ công ty dự định chuyển thêm Fred nữa, Fred để mà cùng làm việc với Joe. Thế thì Joe mới nói, giờ tôi có tốc độ xử lý là 30 nè. Bây giờ 30 lượng đến như vậy, vì sao công ty lại mướn thêm người? Vì Joe sợ là mướn thêm thì rõ ràng là cái những cái phụ cấp làm việc đồ thêm của Joe bị ảnh hưởng, đúng không? Thì công ty trả lời Joe không có khả năng xử lý được tăng của các lệnh. Thì là chúng ta vừa định nói rồi đó, khi hệ số vô dụng là 1, tức là lambda bằng mi, chuyện gì xảy ra? Joe sẽ phải làm việc liên tục, không có thời gian nghỉ, và kết quả cuối cùng là gì? Joe lăn ra chết, đúng không? Đột tử. Từ lời thì thôi, cái hiện tượng làm việc quá sức đây, theo tiếng Nhật gọi là karoshi, đúng không? Như vậy thì khi đó, vì chúng ta đâu phải là máy móc đâu, ta đâu phải là robot, ta làm việc 24 giờ một ngày. Như vậy thì khi đó là Joe không thể giải quyết được cái việc này, chắc chắn phải mướn thêm người, đó là phép. Như vậy bây giờ để có thể tính các cái giá trị, đầu tiên ta phải tính P0, tức là xác suất mà Joe hoặc Ferris không làm việc. Thực ra nếu mà nói theo cái Việt Nam thì xác suất mà Joe hoặc Ferris không làm việc, đúng không? Chắc thầy sẽ chỉnh lại cái này ha. Vì nếu ta dịch theo tiếng Anh thì là nữa, tức là không phải Joe hoặc Ferris làm việc đấy. Rồi đây là cái công thức đây. Tính P0 đi em. Ta sẽ thấy P0 thì nó phức tạp hơn cái kia rồi, đúng không? Để công thức trước mặt các em, bây giờ tính P0 đi. Lambda mi k bằng 2. Lambda trên mi bằng 1. Em Phương Thảo xong rồi, đâu có bạn nam nào xong được như em không nha? Cái em nam, cái em nào làm ra kết quả xong rồi chưa? Bạn nữ mình Phương Thảo làm xong rồi đấy, em có thể thấy. Và thầy thường sẽ đối chiếu kết quả của hai em hoặc là ba em nha, để xem ta có thấm nhất về những kết quả đó hay không. Tới năm nào không? Tính đã bao nhiêu em? Dạ thầy là 1/4 ạ. Phương Thảo có phải 1/4 không? Dạ đúng rồi, em cũng bấm là 1/4 đó. Có em nào ra kết quả khác không? Có các bạn nào làm ra kết quả khác không? Có bạn nào khác kết quả của bạn Phương Thảo và Tuấn Đạt không? Cho thầy biết coi. Ngày nay các em có cái máy tính nè. Em Phương Anh, đó nhiêu em? Em ra 1/7. 1/7. Đây, nếu cho ta nhìn cái công thức, đầu tiên ta phải nhận định công thức không em?
cái dấu sigma này nè, hãy nhớ chỉ ở cái cụm biểu thức này thôi nha, và sau đó sẽ cộng, đây là một cái cụm biểu thức riêng, đúng không? Do vậy đối với cái dấu sigma em hãy chú ý, rất chú ý tới cái dấu ngoặc của nó. Nếu một cái dấu ngoặc nó đang bao trùm cả ba cái này thì khi đó sigma ta mới tính cho cả ba cái này. Nhưng vì cái dấu không có dấu ngoặc có nghĩa là sigma chỉ tính cho biểu thức liền với nó thôi. À, một số các em thường hay nhầm lẫn chuyện đó đấy. Các em tính cái sigma cho cả ba cái biểu thức này thì nó không đúng. Sigma chỉ có biểu thức đầu tiên và hai cái cụm hai biểu thức này là một cụm. Khi đó ta sẽ có 1/3. Em nghe 1/3. Nãy nghe 2/4. 1/4 là gom chung hết luôn á thầy. Gom chung là sao? Phương Thảo em ra 1/4 đó phải không? Dạ, 1/4 là em bị lỗi giống thầy nói thầy, em gom chung hết lại. Còn em nào gì tới 1/7 lận? Em anh, làm sao em ra tới 1/7 lận? Nếu mà em gom em nhìn lộn dấu á thầy. Giống như thầy nói thì em giống như bạn Phương Thảo 1/4 chứ sao lên hả? Hả? Em nhìn lộn dấu. Lộn hả? Đây, em thấy là thầy cứ bỏ vô bình thường thôi đúng không? Đâu có cần tới cái máy tính đi lập công thức như các em mà nó thành đôi khi ta bị bấm lộn với nó thành. Thế nè, chắc chắn biểu thức n là bằng 0 là bằng 1 nè. Cho dù biểu thức này là gì đi nữa thì n là bằng 0 thì chắc chắn là bằng 1 rồi, phải không? Đấy. Như vậy kế tiếp là gì? Vì k bằng 2 thì n là bằng 1 nè, đây là n là bằng 1 nè, phải không em? 1 chia 1 giai thừa bước đi lambda chia mi là 1 mà, 1 chia 1 giai thừa, còn cái này là gì? Lambda chia mi mũ n là 1 nè, phải không? Rồi bây giờ ta có tiếp, đây là cái cụm nè, cái cụm kế tiếp nè, đây là cái dấu ngoặc hình vuông đầu tiên và cái cụm đầu tiên này nè, phải không? Đây là lambda chia mi nè, mũ k nè, đây là 1 chia k giai thừa nè, 2 giai thừa. Đây là cái hình vuông kế tiếp là cái cụm sau nè, phải không? K là 2 nhân mi, k mi trừ lambda, phải không? Rồi, như vậy nó chỉ là 1/3 thôi nhá. Tiếp tục ta sẽ thấy tính tiếp thời gian trung bình trong hệ thống W đó, phải không? Khi cả Joe và Fred, tất nhiên đây ta nói k bằng 2 mà. Đầu tiên ta phải tính LQ. Sau đó thì vì cái công thức thời gian trung bình này nó đang chứa LQ, do đó ta phải tính LQ. LQ bằng bao nhiêu em? Đã ta có B0 là 1/3 rồi đó, bỏ vào đi. LQ bằng bao nhiêu? Phương Vi ra mẫu số. Dạ em ra 1/3 thôi. 1/3 luôn phải không? Chính xác ha. Đây 1/3. Tiếp tục n l sẽ bằng l q cộng lambda chia mi, đúng không? À nó khác rồi hả? Ở chúng ta nãy là gì? Khi mà đa trạm là 1 trên mi, các em nhớ không? Đơn trạm các em nhớ là 1 trên mi không? À quên, cái này là cái quên, thầy nói lộn, cái này là cái số lượng đúng không? Thì cũng giống như đơn trạm là lambda chia mi nhỉ, đúng không? LQ. Cái này cũng giống như đơn trạm thì ta có LQ cộng với lambda chia mi là 4/3. Như vậy đây là cái gì? Là cái số lượng trung bình trong một hệ thống này. Và W sẽ bằng L chia cho lambda. Công thức này là phổ biến, lát nữa ta sẽ vừa đề cập luôn. Công thức này sẽ là phổ biến, được gọi là cái phương trình Little. Như vậy ta sẽ có là 4/90 giờ hay 2/67 phút. Chiều dài hàng chờ là bao nhiêu em? Ta có cần tính không? Ta có cần tính chiều dài hàng chờ này không? Đâu cần tính, nó đang trước mắt các em đấy, nó chính là LQ này nè, là 1/3 đấy. À, rồi
Như vậy vừa rồi ta đang thấy mối quan hệ giữa thời gian và chiều dài hàng chờ, cái sau đó chiều dài hàng đó chứ, đúng không? Chiều dài ở trong một cái tức là cái số lượng trong hệ thống này. Như vậy ta thấy W sẽ bằng L chia lambda, đó chính là phương trình Lý Tô. L bằng lambda nhân W, hay LQ bằng lambda nhân WQ. Như vậy phương trình này đang nêu mối liên hệ giữa cái đặc trưng là gì? Chiều dài hàng chờ và cái thời gian chờ, cũng như là chiều dài cái số lượng, đúng không? À, cái số lượng các đơn vị trong hệ thống và thời gian trong hệ thống. Chiều dài hàng chờ và thời gian chờ, số lượng trong hệ thống và thời gian trong hệ thống đều nhân cho lambda. Trước khi nghỉ giải lao, ta trở lại về bài tập hết các em. Đâu bài tập ta đâu rồi? À thì chưa mở cái bài tập ở đây, bài tập đây. Bài tập như vậy thầy sẽ mở hai cái, đúng không? Một bên là để ta xem lại các cái công thức để ta mới làm bài tập được, đúng không? Thực ra ta đâu có cần nhớ cái này đâu, cái lúc ta làm bài tập ta mở công thức này ra thôi. Do đó cho dù các em học trực tiếp thì khi các em thi các em vẫn được sử dụng tài liệu, đó là một tờ giấy A4 trong đó em ghi các cái công thức này á. Em đâu có bắt em nhớ công thức này chi, nó chỉ cho mệt. Đó, quan trọng là ta đang biết đó là mô hình gì để ta áp dụng công thức thôi. Hãy xem cái bài tập 1 ngân hàng quốc gia Willowbrook này. Đây, giao dịch ngân hàng mà không rời khỏi xe. Như vậy đây là một cái đặc trưng của phương Tây đấy, khách hàng chỉ việc chạy xe hơi tới, nó giống như là McDonald's. Ta nhớ cái mô hình của McDonald's. Như vậy khi mà khách hàng tới mua bánh, chạy một hình chữ U và khi ra ở cái đầu ra thì sẽ nhận được bánh. Thì ở cái Willowbrook cũng vậy, khách hàng ngồi trên xe và sẽ tiến hành giao dịch với ngân hàng, sau đó là họ sẽ chạy xe ra và giao dịch được thực hiện xong. Thì ta thấy là khách hàng đến một cách ngẫu nhiên, tốc độ 24 khách hàng giờ. Đầu tiên ta tính được rồi ha. Thực ra ta có thể nhẩm được giá trị trung bình hay số lượng khách hàng đến trong mỗi 5 phút là bao nhiêu. Đâu, em nào có thể nói được cái con số, ta khỏi cần tính luôn, ta nhẩm cũng được luôn. Bao nhiêu vậy em? 1 giờ 24 khách hàng, 5 phút là bao nhiêu khách hàng? Tuân đi. Dạ thưa thầy là 2. À, vì sao em ra 2? Dạ là lấy 24 chia cho 60 là giờ mình đổi ra phút rồi mình nhân cho 5. À, đúng không? Như vậy em, thật ra em cũng làm hai cái phép tính, nhưng thực ra ta chỉ làm một phép tính là gì? Ta lấy 24 ta chia cho 12, đúng không? Nó cũng giống như đồng hồ vậy đó. Một giờ chúng ta sẽ có 10, 12 cái khoảng 5 phút. Như vậy ta cứ chia cho 12 là ra được hai khách hàng trên 5 phút. Bây giờ question được sử dụng để mô tả quá trình đến. Xác suất N bằng 0, N bằng 1, N bằng 2, N bằng 3 khách hàng đến trong mỗi 5 phút. Đâu, ta còn nhớ công thức không? Đấy. X bằng N nè. Lambda mũ N, E mũ trừ lambda, tất cả chia cho N gia thừa. Với x bằng 0 thì đơn giản rồi, không em? N gia thừa thì nó bằng 1 nè. Ở kia thì
vì người ta chỉ có E mũ trừ lambda, tức là E mũ trừ 2. Đối với x bằng 0 thì ta ra là bao nhiêu? E mũ trừ 2 là bao nhiêu? Bây giờ ta có x bằng 1. X bằng 1. Nãy thầy thấy em Tuấn Đạt có ra rồi hả? Cho thầy biết có x bằng 0 bằng bao nhiêu em? Em mũ trừ 2 bằng nhiêu? Dạ em chưa ra thầy. Cái này tao phải có máy tính rồi hả? Tao không nhẩm được đâu. Bây giờ em là cơ số tự nhiên mà tao ta đâu có. Dạ, nói theo Tuấn Đạt là 0.14 á thầy. À đó là Phương Thảo nói hả? Hay là dạ. Phương Thảo à. Còn Vi, Vi vừa ra tay đó, x bằng 1 bằng nhiêu em? Phương Vi. Dạ. Dạ thưa thầy là 0.27. Thật ra là gì? Nếu ta để ý x bằng 1 thì khi đó là ta chỉ nhân cho lambda, phải không? Nhân thêm cho lambda. Vậy đúng không em? Hồi nãy thì vì n bằng 0 do đó cái số hạng đầu tiên nó là 1. Nhưng bây giờ x bằng 1 thì ta nhân thêm lambda, tức là ta nhân thêm 2 thôi. Vậy giờ giả sử lúc đầu là cỡ 0.14 thì có sao cỡ 0.28 chứ hả? Có phải đúng không Phương Vi, 0.28 chứ hả? Không em? Dạ. Tại em làm tròn thôi. Nhưng mà nếu như lúc đầu là 0.14 là nó có làm tròn lên không ta? Hả? Em đang làm tròn dạ. Lên hả? Dạ đúng rồi. Nãy nó ra B0 là 0.135 đó thầy. 0.135 đó, đúng không? Như vậy, nếu thật ra ta nhân 2 lên là cái N bằng X bằng 1 đó thì nó là 0.27 đi. Đúng không? Dạ. Nhưng X bằng 2 là khác rồi. X bằng 2 thì khi đó là nó là mấy? X bằng 2 cũng ra 0.27 luôn hả? Đúng rồi, em đâu có biết. Vì ở trên là ta nhân thêm 2, nhưng dưới này, ở dưới này 2 giai thừa thì ta chia 2 nên nó cũng là 0.27. Nhiều năm khác phải không? Đó là lý thú đó. Nên ta thấy X bằng 1, X bằng 2 đều giống nhau. X bằng 3 chẳng khác rồi, phải không? Vì sao ta phải tính ở B để ta tính được ở C? Chúng ta đã biết cách thức tính rồi đúng không? Có hơn 3 khách hàng đến. Rồi. Bây giờ bắt đầu là phục vụ nè. Thế nhưng câu C các em tự tính nè. Thì ta áp dụng công thức của xác suất của x nhỏ hơn hay bằng x0 đó. Nhớ không? Nhỏ hơn hay bằng 1. Nhỏ hơn hay bằng 2. Và lớn hơn 2. À. Đây các em tính được rồi phải không? Hãy nhớ cái công thức là 1 trừ cho E mũ trừ mi T. À. Nhưng nhớ ta phải đổi cho nó đúng thời gian, đơn vị thời gian nhé, giống như trong ví dụ đây. Vì trong ví dụ của chúng ta là mi là 36 khách hàng trên giờ. Như vậy ta phải lấy là cái gì? 36 nhân cho 1/60 đó, nếu ta đang đề cập tới 1 phút, hoặc là 1/30 nếu ta đang đề cập tới 2 phút. À. Bây giờ ta làm cái bài số 3 đi, là ta đang áp dụng các công thức này. Xác suất không có khách hàng trong hệ thống, nhưng mà trong cái bảng đặc tính tất nhiên người ta phải biết đó là gì vậy? Đó chính là B0. À là B0, đúng không? À. Rồi. Ta tính được rồi hả? 1 trừ lambda chia mi. Lambda ở đây là ta bằng bao nhiêu? 24 phải không? Mi là bằng 36. Thực ra nó cũng là 2/3 đó. Vì vậy ta có thể nhẩm được là 1/3 rồi, đúng không em? Có phải đúng không? Lambda chia mi đây. Bây giờ số lượng trung bình khách hàng đang chờ, tức là công thức nào? L LQ nè, cái này tao phải tính rồi, này nhẩm không được rồi phải không? Bằng bao nhiêu?
Anh Nhật Quy muốn Ồ, Phương Thảo tính lệ vậy? Tìm một bạn nam nào khác thôi, nãy giờ thì ngoài những bạn hồi nãy đây, giờ thì đọc tên thử coi, em Ngọc Long là tính xong chưa? Ngọc Long, cho thầy công số coi, em có bấm máy không? Cho hay là để có, nãy giờ có 3-4 bạn này Long đâu? Cho thầy và các bạn cái kết quả đi em. Công thức trước mắt em đây, bỏ vào. Ủa Long đâu rồi? Em Đặng Ngọc Long có trong lớp không? Hay là đăng ký trong giờ xong giờ đang nằm đi ngủ rồi em? Đi đâu rồi? Thì nhắc lại em Đặng Ngọc Long đâu? Em Vĩ Hào, cho kết quả coi. Bỏ vào công thức ra 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 bao nhiêu? Số lượng các cái chờ đây, khách hàng chờ đây. Vĩ Hào. Bao nhiêu? Đọc con số giá trị coi, kết quả coi. Mấy? Dạ 1/3. 1/3 hay 4/3 thì chưa nghe rõ. Dạ 1/3. 1/3 hả? Đúng không? Em Phương Thảo. Dạ em ra 4/3. Thế là em Lâm, em Hào lại nói là 1/3 hay là 4 thì chưa không nghe rõ cái micro của em. Em là 1/3 hay 4/3 em Hào? Dạ là 1/3. Ok, con không nhớ rõ. Vậy cái số 1 và số 4 của em. Rồi thôi cho là em 4/3 đi ha, cho giống như bạn Phương Thảo đi ha. Rồi như vậy là 4/3 đó, phải không? 24. Còn ở trên đây dưới này là 36, phải không? Như vậy cái này là 12 nhân cho 36, 24 bình phương chia cho 36 nhân cho 12. Đấy. Và là 4/3 đó, đúng không? 24 là 6 nhân 4 nè. Dĩ này 36 là 6 bình phương. 12 là gì? Là 4 nhân 3, như vậy đó là 4/3. Rồi, còn lại các em đều tính được ha. Điều quan trọng là khi người ta hỏi như vậy, hãy để ý những bài toán không bao giờ người ta nói tính hay là quy cả, mà chỉ nói là số lượng trung bình các khách hàng đang chờ. Em phải biết đó là LQ. Oh. Đấy. Tương tự, bây giờ tới cái bài kế tiếp nè. Các cái giá trị trong bài toán 1-3 xác định xác suất của 0, 1, 2, 3 khách hàng trong hệ thống. Vì khi ta thấy vậy thì chắc chắn cái xác suất này ta phải tính là đó là cái xác suất cuối cùng nè, anh là lĩnh trong hệ thống nè, đúng không? Đấy. Và tương ứng với n bằng 0, 1, 2, 3.
Tất nhiên nếu n bằng 0 thì đó chính là B0 đó, phải không em? Tức là không có lượng trong hệ thống. Đúng không? Còn mà khi n là bằng 0 thì cái biểu thức trước là bằng 1, tức là Bn là B0 đó. Đúng không? Nhưng bây giờ chắc chắn nếu n là bằng 1 thì nó khác rồi. Đúng không? Đó chính là B0 nhân cho lambda chi nguyên. Đấy. Và xác suất lớn hơn 3 khách hàng thì ta biết rồi, ta định đến cái xác suất đối hay là xác suất bù, đúng không? Cái xác suất bù chứ, đúng không? Xác suất bù của từ 0, 1, 2, 3 mà ta đã tính được ở trên. À. Đó là ta đang nói về đơn trạng. Thì ta coi cái bài về cái công ty thiết kế nội thất này. Again này. Như vậy thì again interior design này, tức là công ty thiết kế nội thất again này, là bây giờ đang có trung bình là 2.5 khách hàng đến mỗi giờ, và nhà tư vấn thiết kế của họ thì mất trung bình 10 phút cho mỗi khách hàng. Bây giờ tài năng có 2.5 đó chính là gì? Chứ ta đọc những cái giá trị ta phải biết nó là gì chứ. Dạ, lambda. Lambda. Thế còn nguy là bằng bao nhiêu? Bây giờ 10 phút cho mỗi khách hàng, vậy nguy là bằng bao nhiêu? 6. Nguy là bằng? Nguy là số lượng được phục vụ đó, thì nó sẽ là bằng 1 giờ là bằng 6 người, phục vụ được 6 người, đúng không? Vậy bây giờ ta có là câu A là tự chúng ta làm tính được rồi, đúng không? Ta có cái bảng. Bây giờ mục tiêu phục vụ mỗi khách hàng đến sẽ không đợi quá thời gian trung bình 5 phút. Như vậy ta sẽ tính cái gì để ta so với 5 phút? Ta tính cái gì để ta so với 5 phút? Đấy. Em làm thử câu B đi. Câu A thì mỗi em tự làm rồi ha, vì ta có cái bảng, có cái công thức rồi. Bây giờ câu B nè, rồi các em tính cái câu B đi, là trả lời có mục tiêu về cái phục vụ này có đạt được không. Nếu không thì hãy nêu các cái giải pháp đi.
Rồi em làm xong rồi. Ở cái câu B nè. Thật ra nếu ta làm bài này thì ở cái câu A ta đã ra được cái thời gian đợi rồi đúng không? Và ta lấy kết quả, ta mới so với cái chỉ tiêu hay là mục tiêu 5 phút này. Bây giờ ai? Ai đã làm ra rồi? Cái thời gian đợi thật sự là bao nhiêu? Cũng Phương Thảo ra. Để xem coi có bạn nam nào nữa không? Sao có em nam này? À, Thiên Hưng. Bao nhiêu em? Coi có giống bạn Phương Thảo không? Dạ, W là 7.14. 7.14. Phút hả? Đúng không em? Dạ. 7/14 hay 7.14? Thầy chưa nghe rõ. 7.14 phút. 7.14 phút, phải không Phương Thảo? Dạ đúng rồi thầy. Như vậy rõ ràng là khách hàng đợi quá cái chỉ tiêu rồi. Thế em có giải pháp gì? Hả? Đề xuất giải pháp được không? Để giảm cái, để mà đạt được cái chỉ tiêu cho khách hàng không đợi quá 15 phút. Nếu em là quản lý cửa hàng đó thì em có giải pháp gì? Em nghĩ là mình phải tuyển thêm nhân viên phục vụ để tăng tốc độ phục vụ trung bình đó. À, tăng tốc độ phục vụ lên. Em Hưng còn giải pháp gì nữa không em? Em Hưng nghĩ là con cần thuê mà nhà tư vấn thiết kế thì phải làm năng suất hơn. Đúng rồi, ta sẽ có hai giải pháp. Hoặc là ta thêm thuê thêm người, hoặc là ta huấn luyện để nhân viên của ta làm việc có năng suất hơn. Thì đó chính là câu C đấy. Câu C là như em Hưng vừa nói đấy, làm việc có năng suất hơn có nghĩa là thời gian trung bình phục vụ cho mỗi khách hàng lúc trước là 10 phút, bây giờ còn 8 phút thì khi đó mục tiêu có đạt được không? Bây giờ huấn luyện là đó, đúng không? Xem xét lại quá trình phục vụ và có những cải tiến để có thể thời gian phục vụ ngắn hơn, lúc trước 10 phút, giờ còn có 8 phút. Như vậy thời gian chờ đợi đấy, có đạt được cái mục tiêu là không quá 5 phút không? Giờ thầy đang cần các em khác thôi, chứ cứ em Thảo, em Hưng rồi mấy em Châu rồi không bây giờ. Xem coi em gì mà trước giờ chưa tham gia phát biểu đây. À Lu hả? Ngọc Lu. Đây thì xem. Ngọc Lu. Bao nhiêu em? Giá trị của em giờ đó là bao nhiêu? Thời gian em ra thời gian trung bình nó sẽ là nó sẽ là 4 phút các thầy. Nên sẽ là đạt được mục tiêu. Đúng không? Kiểm tra lại coi Phương Thảo đúng là em là cũng là 4 phút không? Dạ đúng rồi thầy. Mình tính lại cái mi ra 7.5 là ra 4 phút đó thầy. À tức là ta cái 8 phút thì kia đó là cái mi của ta là thành 7.5 đúng không? Dạ đúng rồi. À 7.5. Như vậy thì 4 phút như vậy là ta đạt đó, thấy không? Và các em có thấy là hai cái giải pháp mà hai em vừa đề cập đều được đề cập ở dưới không? Sử dụng một tư vấn với một thời gian phục vụ cao hơn, hoặc là hai tư vấn với thời gian phục vụ 10 khách hàng một phút. Như vậy khi đó ta sẽ tính cái gì? Ta sẽ phải tính về cái phân tích kinh tế đó,
đúng không? Không lầm. Đây, giờ chúng ta mới bắt đầu phân tích kinh tế. Tức là ta đang nói về chuyện chi phí đó. Để tất nhiên cái người quản lý họ luôn muốn là phải dung hòa hai cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn lớn nhất của các cái doanh nghiệp dịch vụ là gì? Là phải đáp ứng hay phục vụ khách hàng. Nhưng vì nguồn lực họ hạn chế nên họ phải làm sao cho ít tốn cái chi phí nhất. Cái hạn chế này không phải chỉ ở cái chi phí về cái tiền lương đâu, mà ở cả mặt bằng hay thử tưởng tượng. Tất nhiên chúng ta đều muốn là thêm cái người phục vụ, mà giả sử như một cái cửa hàng chúng ta mà thêm cái quầy tính tiền, như vậy thêm người phục vụ không phải chỉ là ta tốn thêm tiền lương chi phí cho họ, mà còn là chi phí cái quầy thanh toán, nó có ảnh hưởng tới cái bố trí của cửa hàng. Bây giờ ta sẽ thấy trong cái ví dụ chúng ta bây giờ, các lượng bây giờ nó tăng lên 40 rồi. Tức là công việc kinh doanh này được nhiều khách hàng biết đến và đang tăng lên gấp đôi, được khách hàng tăng lên gấp đôi. Rồi, tức là 40 giao dịch được chứng khoán một giờ. Chắc chắn phải tuyển thêm rồi, bởi vì khi đó mới chỉ có 30 mà. Như vậy công ty bây giờ đang cân nhắc giữa việc tuyển thêm một người hay tuyển thêm hai người để trở thành là cái hai người làm việc hay ba người làm việc. Và công ty đang so sánh giữa hai trường hợp này. Bây giờ tốc độ như nhau, tốc độ xử lý vẫn là như nhau nha. Và cái chi phí chờ cho mỗi lệnh là nửa đô. Chi phí chờ là gì? Có nghĩa là một cái chi phí mà nếu công ty không thỏa mãn, giống như nãy những bài toán tôi vừa đề cập đấy, về cái thời gian chờ đợi đấy, thì khách hàng sẽ bỏ đi. Như vậy cứ mỗi cái khách hàng bỏ đi đó, mỗi cái lệnh chờ mà không được, okay, người ta bỏ đi qua cái công ty khác thì đang mất nửa đô cho mỗi phút. Thế thì bây giờ lương của các cái môi giới là 20 đô một giờ rồi, đúng không? Bây giờ đầu tính ta sẽ thấy tổng chi phí sẽ bao gồm chi phí chờ và chi phí phục vụ. Chi phí phục vụ đây thì ta biết rồi, đúng không? Và chi phí chờ, mặc dù tên là chi phí chờ nhưng rõ ràng ta phải tính số lượng trung bình trong hệ thống. Điều này lúc đầu ta đọc thì ta sẽ thấy hơi nó có cái gì đó nó hơi khác với suy nghĩ ta, với ta nghĩ chi phí chờ thì phải là số lượng chờ, nhưng ta quên rằng người ta, những cái người mà ta đến một cái dịch vụ nào đó thì ta đang tính cái thời gian ta bỏ ra cho dịch vụ đó, chứ đâu phải chỉ là thời gian ta chờ đợi. Như vậy nếu thời gian ta bỏ ra đó lâu quá thì ta cũng sẽ chuyển qua. Do đó mặc dù ta gọi là cái chi phí chờ, nhưng mà thực ra đó chính là tất cả những thời gian mà ta sẽ phải bỏ ra trong một cái để được phục vụ một cái dịch vụ nào đó. Do vậy cái số lượng này phải là các đơn vị trong hệ thống, tức là không phải chỉ là các đơn vị chờ, ngay cả những đơn vị được phục vụ. Người ta sẽ thấy ta có công thức này rồi, đúng không? K là số lượng, tất nhiên ta bỏ vào đây vì nửa đô một giờ, như vậy một giờ sẽ mất đi 30 đô. Cứ mỗi giờ dịch bỏ đi một giờ là công ty này mất đi là 30 đô đấy. Và 20 đô là cho các cái mỗi nhà môi giới. Vì đây cái, như vậy ta sẽ tính hai cái trường hợp K bằng 2 và K bằng 3. Lambda là 40 và mu là 30. Chi phí của hai môi giới, ta gặp lại cái công thức này. Nhưng chắc chắn giá trị này khác rồi, bởi vì đơn giản là lambda nó đã khác rồi. Nó không phải là như nãy lambda trên mu là bằng 1, đúng không? Bây giờ lambda trên mu là 4/3 rồi, nó không phải là 1 nữa. Rồi ta thay vào đi. Ta có P0 bằng bao nhiêu?
Nãy em đo bằng nguyên 1 thì ta đơn giản ra, giờ nó thành 4 phần 3. Giá trị là bao nhiêu kia? Vì không có này bằng bao nhiêu? Kim Ngân. Kim Ngân, cho thầy con số. Em ra 1 phần 5 ạ. Bao nhiêu em? Lớn lớn lên. Dạ, dạ 1 phần 5 ạ. 1 phần 5, đúng không Phương Thảo? Dạ đúng rồi thầy. Em nghe thấy cũng có giải đúng rồi không? Mở vào thử coi, chính là 1 chia cho cái mẫu số này. Cái mẫu số này nó bao gồm là gì, là 4 phần 3 cộng cái 8 phần 3. Cái này là 4 phần 3, cái này là 8 phần 3 mà. Chính là 1 phần 5. Rồi ta xem bây giờ chi phí của hai môi giới đấy, tính như tôi phải tính L phải không các em? L được tính từ LQ, chúng ta đã biết rồi. LQ ta có công thức này rồi, bỏ vào đi là bằng bao nhiêu? V0 là 1 phần 5 rồi đấy, nhớ lambda lúc này là 40 nha. Đây, bây giờ thầy xem cùng một bạn nam nào đi. Túng Đạt à, thôi Túng Đạt phải có rồi, xin lỗi. Giờ Gia Bảo. Gia Bảo, Gia Bảo này là bạn nam mà phải không? Bảo đâu? Cho thầy con số coi. Có giống như bạn hai bạn nữ Kim Ngân và Phương Thảo này không? Đọc kết quả. Để thầy đợi em xíu chưa đây. Bao nhiêu? Nói lớn lớn thầy chưa nghe. Bảo em về 6,9. Số mấy? 6,9 này. 6. 6,9 à? Lớn lớn em, sao micro của em nói thầy không nghe được? Đứng lớn lên coi, thầy đang mở cái loa thầy 100% rồi đó. Sao? Dạ em về 6,9. Tức là một phân số em là bao nhiêu? Phân số em là bao nhiêu? Dùm phân số đi cho dễ. Dạ 1,7. Thì các em chia nó ra thành số lẻ chưa thể hiện hết. Tức là 6,9 đó hả? Dạ phân số là 6,75 chia 9,8 này.
nó 7.5 9.8 hả, đúng không hai bạn nữ này? Kim Ngân với dạ em ra khác á, là bao nhiêu? Dạ em ra 16, dạ dạ 16/15 ạ. 16/15. Thế em gì em ra bảo này sao ra gì tới một con số quá lớn như gì 600+ chia cho phải không? Không mấy sai rồi. Cái phép toán đầu tiên đâu có gì phức tạp đây, có phải không? Đây 16/15 chính xác. Sau đó ta tính L phải không em? L bằng L là quy chia cho mi, lambda chia mi. Cái này thì nó giống như là đơn cảm rồi. Và hôm nãy chúng ta đã từng làm quen công thức này rồi. Bằng bao nhiêu? Cái đây là 4/3, 16/15 cộng với 4/3. À, tức là 2.4 đó. Nó là bằng bao nhiêu? Nó là 36/15, tức là 2.4 đó. Rồi ta thế vào công thức thôi. Phải không? Vì công thức ta tính chỉ cần tính L thôi. Ra 112 đô. Tổng chi phí theo giờ bao gồm cái chi phí mà gọi là mất khách hàng đó, đúng rồi, chi phí mà chờ đợi, cái ta chờ đợi xong ta bỏ đi, này chi phí mất và cái chi phí lương. Vì ba môi giới thì không bằng bao nhiêu? Tất nhiên là phức tạp hơn rồi, bởi vì khi đó K này nó bằng 3 rồi. À, ta phải có K bằng 1 và K bằng 2. Cái K bằng 3 đó tức là nó sẽ là K trừ 1 là bằng 2. À, bằng 1 là bằng 2. 2. Em là từ 0, 1 và 2. Xem một bạn nam nữa đi, để những bạn nữ ra ngoài. Bây giờ một bạn nam nữa, Nguyễn Văn Bi, tên này là chắc chắn bạn nam rồi đúng không? Làm ra chưa bạn nam Văn Bi này? Để sẽ so với kết quả của các bạn nữ này thôi nè, Phương Thảo với là Minh Châu nè. Nguyễn Văn Bi, xong chưa em? Nguyễn Văn Bi đâu? Giống bạn Ngọc Long nữa, quá gì thì gọi hoài rất không nghe. Dạ thầy ơi, em đang tính hè, để em xíu. À đang tính à? Ừ, ít ra thì em cũng phải nói gì chứ, định như bạn Ngọc Long vô đăng ký lớp xong. Dạ rồi. Ngọc Long đang tính hè ơi, Ngọc Long đang tính. Ngọc Long cũng đang tính hả? Rồi. Dạ thầy ơi, mic của bạn đi bị hư á, bạn nói nhắn á thầy. Sao vậy? Thầy nói em cái em vào bằng điện thoại di động làm sao micro em hư được, có phải đúng không? Nếu là điện thoại di động em mà micro em hư thì nó đâu còn là cái điện thoại di động nữa. Bây giờ như là bạn đó nói mà thầy không nghe thầy. Thầy không nghe gì hết mà em có nghe không? Bạn đó nói em có nghe không? Dạ em cũng không nghe, em chỉ thấy bạn đó nhắn thôi thầy. Cái loa thầy đang để cái lớn tối đa 100% rồi đó. Bây giờ em lên với em Bi là em nào làm sao? Hôm trước cho thầy kết quả coi để so với các bạn. Dạ em ra số hơi xấu, ra là 45/167 hả? 45/167 167. Quan giờ tới em Long có giống không? Quan trọng hai em giờ có giống nhau không? Long, Ngọc Long. Dạ, dạ không có giống bạn Bi thầy ạ. Là bao nhiêu? Dạ là bạn Bi ra 0.19, em ra tới 0.26 nè. Em làm một cái tỷ số là bao nhiêu? Tỷ số đó, một cái phân số của em là bao nhiêu? Dạ phân số là 45/167. Không biết em 7 phần mấy? Để xíu, để em coi.
Bây giờ em ra là bạn Long, bạn Bi là 0.16 đúng không Bi? Bi em chia phân số em ra bao nhiêu? 0.mấy? Dạ, của em là 0.27. 0.27, còn bạn Long nãy là bao nhiêu? 0.mấy? Dạ, Long là 0.27, bạn Bi là 0.19 này. Thảo, có giống hai bạn không? Dạ không ạ. Dạ em ra Thảo là bao nhiêu? Dạ em ra 15/59 đó thầy. 15/59. Châu, Bình Châu. Dạ em cũng ra giống bạn Thảo. Đức Minh. Đức Minh dạ, là ra bạn em phải không? Bao nhiêu? Dạ, em ra 15/59. À như vậy ba, như vậy hai em đầu của bộ coi chừng không đúng nữa hả? Thì ba bạn sao đều giống. Thầy ơi, em ra thầy, em ra 15/59 thầy, tại vì em bị nhầm cái khúc kia, khúc N. Đúng không? Ta cứ bỏ vào, đúng không em? Dạ. Cộng vào một vào, rồi cộng thêm cái này ha. Nãy ta là 8/3, giờ thành 8/9 nè, nhớ không em? 15/59. Đúng không? Em làm gì? Hai em, bây giờ em làm gì mà ra một cái phân số quá lớn như vậy? Dạ em bị nhầm khúc chỗ N. Cái chuỗi này nè, đã được rồi, lúc đầu thầy đã nói rồi, nó chỉ là cái biểu thức này thôi, còn đây là cái tụng riêng, nó là cộng với một cái tích của hai cái biểu thức này đây. Như vậy khi ta bỏ vào cái NQ 15/9 bỏ vào đây thì ta ra là bao nhiêu? Bắt tính rồi. Ở nếu ta không có thực hành, giả sử ta làm 15 phút ở cái chương này đi, cho dù em xác định đúng công thức nhưng mà em tính ra sai kết quả thì nó đưa tới cái kết quả NLQ thì chắc chắn em sai, đúng không? NLQ em sai, đưa tới NL em sai, và đưa tới cái tổng chi phí này em sai, vì nó là một cái sự liên kết mà. Ta lấy cái kết quả trước rồi đưa vào cái biểu thức sao mà Quốc Phát. À bây giờ có một anh Nam có Quốc Phát. Dạ 40/59 ạ. 40/59, hồi nãy 15/59 thì em là 40/59 đúng không? Đấy. Đúng không Phương Thảo, em cũng đã 32/295 phải không Phương Thảo? Dạ. Như vậy ở cái biểu thức này đâu có gì khó đâu hả Phát, mà sao em lại bỏ vào làm sao nó lại bị sai vậy? Nó tính ra ra này rồi, đúng không? Tôi chỉ tính cái đầu này thôi. Tiếp tục, chắc chắn LQ ta tính dễ rồi phải không? Ta lấy 32/295 này ta cộng với cái này là gì? 4/3 nè, phải không? Là cỡ 1.45 đây. Nhân vào về khoảng 103 đô. Thế thì ta sẽ so sánh, ta thấy giữa 2 và 3 môi giới thì khác với suy nghĩ của chúng ta, và ta mướn thêm người là tốn thêm chi phí nhiều, nhưng nếu xét về tổng chi phí, tức là cái chi phí về chuyện mất khách hàng và chi phí lương, thì rõ ràng 3 môi giới chúng ta sẽ ít tốn chi phí hơn. Do đó ta có nhận xét là gì? Khi một cái chi phí chờ nó tương đối, nó cao hơn một cái chi phí lương, thì rõ ràng ta phải muốn thêm người. Đây nè, cái chi phí chờ này là nó đang cao hơn chi phí lương 82 đô so với 40 đô, thì rõ ràng ta phải muốn thêm người để làm gì? Mặc dù ta trả thêm chi phí lương, nhưng cái chi phí chờ nó đang giảm xuống đáng kể. Đấy. Đó là lý do vì sao mà ta thấy các cái quốc gia phương Tây ấy, người ta chú trọng về là gì, về cái huấn luyện nhân viên, đúng không, để tăng cái tốc độ phục vụ lên để cho cái chi phí chờ này nó giảm xuống, hoặc là người ta sẽ tự động hóa, ta đưa máy móc tự động hóa vào robot vào, thì rõ ràng khi đó chi phí lương nó sẽ giảm xuống hơn. Rồi chúng ta nghĩ giá lao
Hơi chút xíu các em, theo đồng hồ của thầy đây là 3 giờ. Như vậy chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Chúng ta nghỉ giải lao có 20 phút đi ha. Bởi vì chúng ta còn cái phần sau. Như vậy cỡ 3 giờ 20 chúng ta sẽ tiếp tục nha các em. Dạ thầy ơi. Dạ cho em hỏi cái phần mà bài tập mỗi chương á thầy, em có thể xem đáp án ở đâu không thầy? Tại em muốn làm xong rồi dò lại có đúng không thầy? Để em cứ làm xong em gửi cho thầy đi. Thầy sẽ nói à cái bài này em làm là đúng rồi. Ok. Bài này thì em làm chưa có đúng cái công thức hay là cái sắc trị môn chưa đúng nha. Dạ gửi mail đúng không thầy? Đúng rồi. Nha. Đúng rồi. Dạ. Để thầy coi thực sự có bao nhiêu em làm bài. Rồi chúng ta nghỉ giải lao nha.